Những hình ảnh ghi lại sự việc xảy ra trên đường đang gây chú ý trên mạng xã hội từ sáng ngày hôm nay ngày 19 tháng 9. Theo đó, một người phụ nữ mặc váy qua, lúi húi đổ rác bên một góc đường. Đang mải mê làm việc, chị ta giật mình khi có một thanh niên chạy xe máy qua. Thanh niên này đã giở trò sằng sỡ công khai trắng trợn rồi phóng đi. Người phụ nữ quay đầu lại để xem có chuyện gì. Camera an ninh khu vực đó cũng quay rõ gương mặt. Hóa ra, đây là một người đàn ông có mái tóc hơi dài chứ chẳng phải ai thuộc về phái nữ hết. Đúng là một pha nhầm nhọt cực kỳ hài hước của nam thanh niên liều lĩnh. Những bức hình diễn tả hành động sằng sỡ của nam thanh niên. Cái kết quá bất ngờ đúng không nào? Dân mạng đã đưa ra nhiều bình luận khác nhau. Đa phần đều thấy buồn cười trước sự nhầm lẫn của nam thanh niên đi xe máy. Nhưng nhiều người cũng tỏ ý bực bội. Trong trường hợp đó, nếu không phải là người đàn ông thì đúng là một phụ nữ bị sằng sỡ rồi. Hành động trêu ghẹo của nam thanh niên thật đáng phẫn nộ. Tuy nhiên bên cạnh đó lại cho rằng đây chỉ là một cảnh quay hài hước nào đó thôi.